con có thích nhà mình đẹp hơn này, lung linh hơn không? Có. Thế bây giờ nhá, con gọi cô là mẹ đi, con gọi mẹ ơi đi. Thì cái loại đàn bà ăn sẵn nằm ngửa giật chồng người khác như cô thì có tư cách gì mà nói vào chuyện gia đình nhà tôi hả? Cái đống đồ hôi hám của mày, cút ra khỏi nhà tao. Cút ra. Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi, cuốn gói đồ đạc rồi cút khỏi đây. Đừng để bây giờ tôi thấy cô xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ôi nào, đây là công ty đấy nhá. Anh làm sao đây? Nơi làm việc thì sao mà công ty thì sao chứ? Đằng nào cũng là công ty của anh mà. Đứa nào mà nói linh tinh nhá, em cho nghỉ việc hết. Em đấy, toàn đưa mấy cái thủ án vặt vãnh cá nhân vào trong công việc thôi. Như thế lại không đồng ý đâu nhá. Này anh làm sao đấy? Hôm qua đã để em ở nhà một mình, anh về với con mụ ngan già nhà anh rồi. Mà hôm nay còn khó ở với em nữa. Anh hết yêu em rồi đúng không? Thôi nào, lại thế rồi. Hôm qua ấy, anh về với con ngan già, không làm ăn được gì nên mới bực mình một tí thôi. Tối nay anh lại qua nhà em, anh bù cho nhá. Thật nhá. Ừ. À, mà cái thủ tục ly hôn ấy, anh làm đến đâu rồi? Thì em cứ từ từ đã. Sao lại phải từ từ? Hay là đêm hôm qua anh về nhà, cái con mụ đấy, nó dụ dỗ anh rồi đúng không? Không, ý anh không phải như thế. Ý anh là anh còn con bé Moon nữa. Con bé Moon thì làm sao? Em thừa sức thay thế cái con mụ già xấu xí đấy để chăm sóc cho bé Moon mà. Em nói thật đấy à? Ừ, đương nhiên rồi. Em yêu anh ấy thì em sẽ yêu tất cả những gì là của anh. Còn anh yên tâm, cái con mụ già xấu xí đấy em sẽ thay anh tống khứ nó ra khỏi nhà chỉ trong vòng một nốt nhạc. Đúng rồi, em ơi, em kê gọn cái chỗ đấy cho chị nhá. Bởi vì cái chỗ đấy là chị để ảnh cưới của vợ chồng chị. À còn cái góc bên kia kìa, đây em cho cái bàn đấy dịch ra. Để chị sẽ đặt một cái bộ bàn ghế mới mà nó thật là lung linh vào đấy. Nó phải thật sang trọng vào. Rồi, em đo đạc cho cẩn thận nha em nhá. Moon ơi, con có thích nhà mình đẹp hơn này, lung linh hơn không? Có. Thế bây giờ nhá, con gọi cô là mẹ đi. Con gọi mẹ ơi đi. Nào con gọi mẹ ơi. Nào gọi mẹ ơi đi mẹ ơi. Cô đang làm cái trò gì thế? Giờ về với mẹ. Sao cô lại còn cùng với bé Moon chứ? Sen, Sen đâu? Chị bảo em đi đón bé Moon cho chị cơ mà. Cô gọi con Sen làm gì nữa? Tôi cho nó nghỉ việc rồi. Việc ở nhà này có đáng là bao nhiêu đâu. Một mình cô làm ô xin là đủ rồi. Việc gì phải tốn tiền của anh Thắng, thuê thêm một ô xin nữa làm cái gì? Chỉ có cái việc ở nhà ăn sẵn, từ lo cho bé Moon thôi cô còn không làm được, lại phải nhờ đến cái con ô xin. Thế thì cô là mẹ cái kiểu gì đấy hả? Mẹ quả mổ à? Thì cái loại đàn bà ăn sẵn nằm ngửa giật chồng người khác như cô thì có tư cách gì mà nói vào chuyện gia đình nhà tôi hả? Cút, cút ngay ra khỏi nhà tôi, cả các người nữa. Cút, cút đi. Tao sẽ cho mày biết như thế nào là cuốn xéo khỏi ra cái nhà này. Cô
lại vào được đây? Đồ khốn nạn! Ai cho cô làm cái trò giấu mặt này à? Bởi vì tao ghét mày nên tao thích làm như thế đấy. Mày nhìn lại bản thân của mày đi, cái loại xấu xí đê tiện, mày không có tư cách để làm vợ của anh Thắng, càng không có tư cách ở trong nhà này. Khốn nạn! Mày, mày dám đánh tao à? Mày được lắm. Thế thì mày cầm cái đống giày rách này của mày đi ra ngoài đi. Cút ra khỏi nhà tao. Mày đánh tao thì con đi đây. Mày dám đánh tao, cút ra khỏi nhà tao. Mày con okay. Đi đây okay. À. Em có sao chứ? Anh ơi, anh cứu em ơi. Anh mà không để kịp chăm nó giết em á. Tôi cấm cô không đâm vào ông anh, dù chỉ là một sợi tóc. Cô hiểu chưa? Tôi chán ngấy cái loại đàn bà hôi hám như cô rồi. Mau thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi nhà tôi, nhanh. Vì có con đàn bà như thế, phải bỏ vợ bỏ con thì có đáng không ạ? Đáng, đáng chứ. Nhìn cô bây giờ tôi buồn nôn lắm. Tôi nói hết đi, cô cút đi, cút đi cho không khí nó đâu nhá. Mẹ kiếp. Cô nghe rõ chưa? Anh Thắng bây giờ đâu còn thiết tha gì mẹ con cô nữa đâu. Tốt nhất ấy là cô bế nó cút ra khỏi cái nhà này đi. Cả cái đống rẻ rách này của cô nữa này. Còn tôi ấy, sẽ sinh cho anh Thắng một đứa con trai quý tử để nối dõi tông đường. Không cần cái loại vịt dời như nó đâu. Cút! Thanh niên, nhà của bọn đấy. Mày sang rồi đây à? Mày thông cảm nhá. Tại vì phòng tao mới chuyển nên hơi sơ sài. Tao vừa gửi cái mun về ngoại xong, bây giờ mới bắt tay vào làm lại từ đầu đây. Mày nhìn lại mày xem này. Nhìn có ra thể thống cái gì không? Đầu tóc thì rối, nhìn như con dở hơi ấy. Mà đây này, đồ mày đặt ở bên tao đây. Quên gì thì quên ấy, đừng quên mình là phụ nữ. Thật tình thì tao chả đi làm mấy năm nay nên nghĩ là không cần thiết. Thôi được rồi. À, hay hôm nay mày ở lại đây ăn cơm với tao nhá. Thôi, tao còn bao nhiêu hàng phải ship đây à. Thôi để lúc khác đi, tao về trước đây. Về nhá. Mày về nhá, không tiễn, hôm nào gặp lại sau. Sữa rửa mặt Rich Skin với chiết xuất từ tảo biển và nano vàng giúp làm sạch da, cân bằng độ ẩm, chống nhờn, dưỡng da, làm sạch sâu từ bên trong cho làn da tươi sáng rạng rỡ, giúp da ngăn ngừa mụn vết thâm nám, mang lại cho làn da mịn màng và trắng sáng. Skin Serum HA cộng an toàn chiết xuất từ thành phần quý hiếm nano vàng và tảo xanh kết hợp cùng những hoạt chất dưỡng da chuyên sâu để giúp tăng sinh collagen, tái tạo tế bào da, chống lão hóa da, giảm tình trạng thâm nám đồi mồi, dưỡng da sáng mịn và thu nhỏ lỗ chân lông, đặc trị mụn, bảo vệ da từ tác hại của môi trường bên ngoài.
đến bao giờ anh mới tổ chức cho em cái đám cưới long lanh để em được nở mày nở mặt đấy? Cái con mụ già xấu xí của anh nó đi ra khỏi nhà cũng mấy tháng rồi. Anh vẫn chưa lo xong việc à? Sao lúc nào em cũng sồn lên thế? Cô ta còn chưa chịu ký đơn ly hôn kìa. Mà em xem lại cái bản thân em đi. Từ lúc em về cái ngôi nhà này đến giờ, ngoài việc ăn chơi và tiêu tiền ra, em có được cái tích sự gì? Thế em đường đường là vợ một giám đốc mà lại phải đi làm những công việc ô xin đấy à? À, hay là anh lại nhớ cái mùi hôi hám của cái con ghẻ anh? Em thôi ngay đi, mở mồm ra là quăng quác ấy, không thở ra được câu nào hay ho hơn à? Tôi không im đấy. Tôi nói cho anh biết nhá, tôi cũng là một người xinh đẹp sang chảnh. Tôi yêu anh chứ có phải yêu không đâu. Tốt nhất ấy, anh phải tổ chức đám cưới sang trọng để xứng tầm với tôi. À, cô có giá quá. Ngoài cái thân xác thằng nào muốn cũng được của cô ra ấy, thì cô còn cái gì nữa? Cái loại như cô ấy, tôi mơ một lúc 2-3 con cũng được. Anh tôi vừa rời căn nhà này chưa lâu mà hai người đã cắn xé nhau thế cơ à? Cô, sao cô lại về đây? Cô cút ra khỏi nhà cho tôi! Chưa danh chính ngôn thuận làm bà chủ mà sao cô mạnh miệng gớm thế? Em về đây rồi à? Em... Anh đang nói cái gì đấy? Anh đuổi cô ta đi! Trên mặt pháp luật thì tôi với anh ta vẫn là vợ chồng cơ mà. Giờ anh có nỡ đuổi vợ anh đi không? Em à, từ lúc hai mẹ con đi đến giờ anh nhớ hai mẹ con lắm. Em về đây là tốt rồi. Em tha thứ cho anh rồi đưa anh đi gặp con nhé, được không? Anh đang nói cái gì đấy? Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nếu như anh đuổi con hồ ly tinh này ra khỏi cái nhà này, và tôi sẽ cho anh gặp con nữa. Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi, cuốn gói đồ đạc rồi cút khỏi đây. Đừng để bây giờ tôi thấy cô xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thằng chó, thằng khốn nạn. Cút. Thằng khốn nạn nhá, tao sẽ không để cho mày được sống yên ổn đâu. Kệ cô ta đi em. Em về đây anh mừng lắm. Bây giờ em dẫn anh đi gặp con nhé. Tôi về đây là để đưa đơn ly hôn cho anh. Loại đàn ông như anh nghĩ anh xứng đáng làm chồng tôi lần hai à? Thế khi nãy em nói là... Tôi nói là tôi cho anh gặp con, chứ tôi có nói là tôi quay lại với anh đâu. Loại đàn ông như anh ấy, với tôi bây giờ không đáng một xu. Với lại bản chất mặt hạ của anh bây giờ thì không xứng. Yêu kỳ diệu.